Tiệc khó trang bị. Kết thúc bằng kim. Cái này mình không thích lắm này, cái này phải chốt bài sớm này. Cái này cũng được nhưng mà tốn chỗ để tướng ấy nhỉ. Chơi này cho nó cơ bản. Chơi game cơ bản. Bảy cây le cũng hay nhưng mà rất khó on top kiểu sao nhỉ. Mặc dù quả đấy Ire 2 rồi nhá, Galio 2 rồi nhá, Isin thì 1 nhưng mà cảm giác bài đấy nó vẫn chưa đủ khỏe để sự kiểu ăn top 1 top 2 uy tín luôn. Cắt tóc quá nhỉ. À, xì tai. Soraka, Gana, Zirani. Khỏe, cũng khỏe. Hiền giả quý nhân nhỉ. Dạ, quý nhân cao cường à? Bài đánh kiểu quái gì nhỉ? Zira nhá, Soraka nhá. Nhìn dạ. Quý nhân cao cường Annie, thuật sĩ Aji thần rừng. Bán full 5 tiền luôn. Một đồ đồ phí không thích này lắm này. Quét sạch bảng điểm à? Hút máu toàn phần. Đại bản thân. Đại bản thân. Cái này cảm giác mình chơi mà mình rất mình chơi này không quen lắm. Không chơi quen lắm anh em ơi. Thân hút máu đấy, hút máu đi. Không chơi quen thì không chơi. Ủa? À, hội nghị họp tướng à? Hội nghị họp tướng à? Anh này cũng không biết đánh, thần tài cũng lai à? Ây da, các bạn thắng đào này. Đã thế thì tôi làm trận thần tài luôn nhé. Chẳng nhẽ lại là vậy. Xa thiên cung. Cao cường thiên cung rất nhiều thiên cung nhé. Rất nhiều thiên cung. Quá gì này rồi. Cường trận đi. Hai ba bốn năm sáu bảy. Nhận tướng phù hợp đội hình. Anh em đánh thiên cung hot pick rồi. Lý Thanh Hoa. Anh này né bọn nó làm trận cái xa nhỉ. Kubuko này. Này né bọn thiên cung phát.
đỡ phải đặt, đỡ phải đặt. Cái xạ không có đồ à? Cung giờ yếu à? Hôm nay trận này nó có đội hình, có tướng hợp với đội hình đánh thiên cung sớm nó sẽ cái chốt bài được. Đánh cái bài này nhỉ? Nhìn cái bài này mình chưa đánh bao giờ, mình cũng hơi sợ sệt một tí. Không ăn nên revenge. Đây bài này như này, quý nhân này, binh đấu sĩ, nó bỏ này lên cho một con đấu sĩ nữa. Không, hai đấu sĩ rồi. Thuật sĩ nữa thì một con thuật sĩ ăn gì là được. Một cái giáp phép đi. Chúng cũng chưa biết lấy đồ công gì. Bài này đánh được nhưng mà anh thử bài này phát nhỉ? Chưa chơi bài này bao giờ luôn. Hai thuật sĩ rồi, Long Vương, còn Long Vương nữa. Đi xin Diana bình luôn. Cũng được, chơi thử bài này phát. Tăng cường thêm Tom Sylvia Revenge, đây có Revenge có Zira này. Cũng được đấy. Sĩ, thần tài. Thì còn om á, om là không khổng lồ này. Mắc tinh rồi, Galio cầm đồ tanh 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 gì ăn vì ven tanh ăn đi tanh thì tanh á, ăn đi tanh ngon này, chứ đồ ăn đi Galio gì đó. Chắc là chuẩn bị lắp đồ thôi, chuẩn bị lắp đồ thôi. Thêm đi tướng lắp đồ đấu sĩ, thêm con đấu sĩ cũng được. Quá muộn, đổi đam ở đâu nhỉ? Có vấn đề là cái tướng này cũng có đam, đam ở Azi thôi á, đủ không ta? Soraka ba vàng đang yếu rồi. Soraka cầm đầu đam à? Maybe. Thôi đến lúc phải sống rồi. Làm một cái gì đó để chăm sóc rồi. Ca cầm đam này, Revenge cũng cầm đồ công được này, nửa công nửa đam được này. Azi, anh thắng có nhận học viên kèm chơi không này? Vội chứ, vội chứ, mất máu đau đớn lắm. Thua thì vẫn chắc là vẫn thua thôi. À đâu chắc đã thua rồi. Azi. Không ngờ Volibear nó khỏe thế đấy. Ê, không ngờ luôn. Revenge. Ây da, cái thằng thắng này. Ghét quá, ghét quá. Xong đứng hết công úp sợ ai chọn hàng dầu yểm quái gì ta.
Sinh vi à? Ok đấy. Lối đi riêng. Hơi cần ta. Anh gì rồi anh? Anh mới lên master xong. Vui phết. Mới lên lúc trưa luôn. Cánh khỉ trông chả biết đam ở đâu luôn, vẫn còn đam được chị. Ngày thiếu một Galio lắm, bỏ xin bia để lấy Galio. Thế mà nó khỏe nhỉ, kỳ ghê ta, chẳng biết chẳng biết đam ở đâu nhưng mà vẫn có đam. Luôn thì chăng mà ăn đáp kìa, đáp kìa má nó lát ạ. Thấy nó nhỏ. Suy nghĩ nhá, nếu mà tí nữa mà có đồ công cho con Revan thì mình cho con Revan, mình chưa hẳn Revan 3 cũng được. Revan 3 nghe nói cũng ok phết. Xem có đội hình này trên Meta TFT không nhá. Cái này cái quái gì nhỉ? Quý nhân Azir à? Chắc là Azir thần rừng hay sao ấy. Long vương Azir nhỉ.
không phải Đông Phương Kai'Sa, Tứ Nhân, Azion, Long Vương Ashigana là thành viên Long Vương Diana. Bài bài quái gì nhỉ? Luôn này. Chứ còn Annie đúng không? Chứ còn Annie. Lạc nữa, lại còn lạc nữa. À, chưa đủ khổ hay sao? Thành công rồi. Lối đi riêng. Sứ Thanh Hoa. Kiên nhẫn học tập. Vã cả trường. Heo đất linh thiêng. Nó vứt cái chuỗi ở đây rồi. Chuỗi vứt lại ở đây rồi. Classic 3, Queen Janna 2 này. Có đồ đam thì kẹp Lee Sin vào mà lấy đam Long Vương luôn. Lee Sin cũng được nhỉ. Người ta cũng thích thêm cái con Diana này, con hiền giả. Đam để Revenge. Đã thì ta chơi Revenge. Tin tao con Revenge này sẽ có hiệu quả. Sẽ còn Revenge đấy anh em ơi. Chumaka. Quên. Không sao đấy Long Vương. Bỏ con Queen Janna đi không nhỉ? Cho con cho gáp này. Má nó nhìn nó lag kìa. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Cái gì đang xảy ra vậy? Somebody help me. What the fuck is happening? Mình không nhìn thấy tướng gì này. Ok. Đừng đùa chứ. Đừng đùa chứ. Come on. Cố tí. Ok. Tinjana này, Sylvia bỏ rồi này. Bỏ này. Bỏ này. Cần tí đấy, cần một tí đấy. Có một cái này cho con Revenge này. Hai cái này cho con Revenge được này. Đã thế là chơi Revenge. Đam bằng Revenge. À, Sojin cũng ngon nhỉ. Sao lấy lại một cái kiếm mà được Sojin mà. Còn lag nữa, phải lag nữa. Kéo áp cấp nhầm ý. Ê sao vậy, thôi từ. Ta tạm cái đọc chat đi nhá. Không đọc chat tạm một tí nữa nhá. Để nó thêm từ mạng đó em. Đang đắc lòi rồi. Không cần. Không cần nghĩ. Nhanh. Ơ kìa. Đừng lag nữa. Ê sao vậy rồi? Cứu. Sao nó lại lag được như thế này? Nani? Sao vậy rồi? Ơ kìa. Lag nữa. Mình ghét vãi. Chắc hết lag rồi đấy nhỉ? Hết lag rồi. May quá. Trời ơi.
Sau trận này mình off nhé. Nó chơi game nữa. Ghét rồi. Libya này, này cũng tạo được ta. Chờ Zana đi. Mình có bán gì đấy? Sao nó đấy? Soraka 2 chưa? Ăn đi hai đồ này nhé. Ăn đi hai đồ đấy đấy. Mình cần thêm một Annie, một Galio, ba cao cường này, quý nhân này, sử gia hiền giả. Hiền giả thì con khỉ, nên con khỉ rất là ngon. Con khỉ cầm đồ. Nghe tự nhiên mọc ra cái Donny đóng giày này, điên quá. Cái mình cần ạ. Zira hiền giả. Revenge. Cái Donny đóng giày mình cần ạ. Soji này, một cái giáp này. Giáp lửa này, con khỉ này. Cũng khỉ vậy. Hoặc là mình cần gì, mình cần với chí mạng nữa không? Cũng được ta. No. Đúng rồi. Thế cái Donny đóng giày nữa đi. Only Donny đóng giày thôi. Rakan 2 đồ. Hợp lý. Sojin. Sojin cho con này đi. Mặc dạ, hay là cái chở Raji nhỉ. Chở Raji một tí. Cô ấy cũ đây. Annie một tí, ở phần Long Vương kia cũng được. Mất hiền giả. Mất một quý nhân. Chờ tí. Lát rồi, à đây. Cho số Soji luôn đi. Hội lắm. Lydia bắn. Zira 2 rồi này, bắn. Revenge thì suy nghĩ. Cầm hai con này về cho anh em đỡ chơi nhé. Các Ani 1 với cả Galio 1 chưa đủ tanh lắm. Đúng là một tím. Rakan cũng không đủ đam. Rakan. Ani 1 2 đồ cũng trâu ấy chứ. Rakan này ít đam ấy hay Eco nhỉ, Eco lên lấy con Azi lấy thêm đam. Xong rồi cho hai đồ này cho con Azi. Vãi nhái. Đã thì không thằng nào được thắng cả. Ngồi yên hết đấy. Đã chơi là không thằng nào được thắng cả. Diana. Cho tạm mình không tí vứt đồ sang. Danny đóng giày à. Mất hiện giả. Hiện giả hơi tiếc nhỉ. Nó vẫn phải lên Galio 2, Ani 2 phát nhưng mà Ani bọn nó 2 hết rồi, cái này thì tìm mắt. Tìm cung quý nhân. Lại lát. Cái này chơi làm sao được. Cô lên 9 thôi, Eco ơi. Ani 1, Galio 1. Chắc cũng chả sống được.
stick to the plan. We have a plan? Ico hay lên luôn hay là đi tìm tướng nhỉ? Quái gì này? Ico lên đi. Ico lên một tí. Vì ba này mà lên được ba ngon. Cũng không ngon lắm, đi xin ngon hơn. Này thì xuống canh hoa. Rồi. Sống sót là quái gì đứng lên trên đây, tanh cho anh. 68. Cố tí, cố tí. Tiền giả. Một vòng nữa. Revive. Lại lắc nó. Quá đi đấy. Gì này, ôi trời ơi. Ok. Quay lại đây. Ok. Sao vậy rồi, sao ấy nhở? Thằng hack mạng như ấy. Thằng hack mạng của mình vậy. Ảo nhỉ, chả hiểu sao đam ở đâu luôn. Đam ở đâu nhiều nhỉ? Lại gì nữa? Đừng mà. Sao rồi? Ôi trời. Cái team của tôi sắp lòi ra ngoài. Thiếu con gì nhỉ? Thiếu con Azi đúng không? Azi thêm một con này à? Long Vương à? Hay cứ để con Zana này nhỉ? 4 Long Vương. Azi chắc ngon hơn chứ. Ngon lên con Azi 2. Azi 1 thì có thể cứ để con Zana cũng được. Có khi Azi 1 cũng cho lên. Zana 1 thì cũng có ăn thua vãi đâu. Còn lát nữa. Xin lỗi viewer nhé, chả hiểu sao tự nhiên đang like hai trận trước mà Bird ơi là Bird nên trận này nó bị điểm sao ấy. Chịu rồi. Mấy sao nhỉ? Cái thích nhỉ? Ô, cái gì đấy? Lại đã đi chợ rồi. Ô, bình tĩnh. Đây lấy cái gì nhỉ? Cái này được không? Không kìa. Không phải roll tìm tướng nữa anh em ơi. Còn phải là roll tìm tướng nữa. No way này. Thế mình cho con Azi này vào đâu? À con Lee Sin, Lee Sin. Soraka 1 á?
Oh my god. Có nhiều vấn đề ấy nhỉ, mà bây giờ mình mới nhận ra ấy nhỉ. Đây chắc chắn là do mạng lag rồi, không phải do mình. Không thể là do mình được, chắc chắn là do mạng lag. Quá nhiều vấn đề. Anh chủ bây giờ vẫn Soda K1 ạ. Thế thì mình cứ để Lee Sin đấy nhỉ, cầm đồ. Xong rồi ba đầu tiên chuyển sang Azi, thêm thêm con Soda K nữa. Kiếm được một con Soda K anh em. Là Soda K2 mà. Zira 2 mà. Sao mình mắt mình bị lag là sao vậy? Rõ ràng tất cả mọi thứ đều 2 một cách hoàn hảo. Mắt mình bị lag ạ. Ừ, Zira 2 rồi. À, đi. Zira bỏ nhá. Galio chưa được, Annie này bỏ này, Soraka bỏ được rồi. Diana 1 đúng không? Diana 1 có thể cần thêm Lydia bỏ này. Galio. Chuẩn thôi, bài này là chuẩn mắc pinh rồi. Sao tự nhiên thề của đấy mình nhìn thấy con Soraka mình là Soraka 1 luôn. Ảo thật sự. Chơi game mà ảo. Thiếu Galio, Rakan. Soraka 3, à Soraka 2. Sứ Thanh Hoa, Lissandra. Năm sứ à? Thế con gì? I see. Xoay bài à? Lại xoay bài sang đây à? Irelia. Irelia và I see. Okay. Kỷ hai không có đồ. Cả xích này điên hết. Cả xích này cũng thuộc dạng hơi điên nha. Phải phết nhỉ. Trông yếu yếu mà về đét khỏe phết. Cái bốn sứ này đi. Ê, ồn quá vậy. Đi rê cũng đi rê 2 rồi. Asi, Asi 2 rồi. Galio 2 rồi đúng không? Galio 2, Diana 1, Azi, Rakan, cái gì này. Sở là gì khỏe thế? Điên khủng thế này. Kéo lên 10 nhỉ? Lên 10 thêm con gì? Mình dừng à? Om à? Cũng được ta. Thêm con Long Vương đi. Thêm con Long Vương là uy tín nhất. Hai Long Vương. Các bạn nó còn revenge thôi. Giấc mơ revenge 3 sao chắc không thành công.
đuổi 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 đi đâu đuổi đấy mà chết không. May trận này mình có cái đo đi đóng giày, không không có đồ trận này cũng hơi chật vật vất vả. Ô phải phép nhỉ, trông thế mà phải phép nhỉ. Không phải đấy. Thú vị đấy. Thú vị Han Sohi đấy. Ây da. Đây sao. Ok. Ai sao. Vậy thôi. Chắc là hôm nay mình live ở đây nhá. Thì biết bao giờ sẽ live tiếp nhưng mà thế vậy đã anh em. Bye bye. End this life.